Kính thưa quý cha, kính thưa quý tu sĩ, quý vị khách quý, quý cộng đoàn phụng vụ. Cộng đoàn giáo xứ Phú Bình hân hoan cùng nhau dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa vì đã được cha Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh về làm phó xứ để cùng với cha chánh xứ cộng tác và chia sẻ công việc mục vụ. Sau đây là đôi nét tiểu sử của cha tân phó xứ. Cha Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh sinh năm 1980 tại thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình thuộc giáo xứ Tân Phú Hòa, giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Tốt nghiệp đại học chuyên ngành điện tử, học Đại chủng viện Sài Gòn năm 2007, thụ phong linh mục năm 2013 tại nhà thờ Chánh Tòa Sài Gòn. Năm 2013 tới năm 2016, phó xứ giáo xứ An Nhơn, giáo phận thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 6 năm 2016, Đức Tổng Giáo mục Phaolô Bùi Văn Đọc bổ nhiệm làm cha phó nhà thờ Phú Bình. Ngày 23 tháng 7 năm 2016, chính thức nhận nhiệm vụ phó xứ Phú Bình. Kính thưa cộng đoàn, hôm nay thứ bảy tuần 16 thường niên, chúng ta được mời gọi tham dự thánh lễ hiệp với hy tế thập giá của Đức Kitô, đấng đã chịu chết và sống lại để mang ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Thánh lễ cũng là dịp hướng lòng chúng ta tạ ơn Thiên Chúa và quy tụ với nhau trong cộng đoàn đức tin. Trong đời sống sinh hoạt của giáo xứ, Thiên Chúa luôn quan tâm và ban cho chúng ta các vị chủ chăn coi sóc giáo xứ. Ngài đã gửi đến cho giáo xứ các vị chủ chăn luôn tận tình dấn thân, loan báo tin mừng và lòng thương xót của Thiên Chúa giữa môi trường địa bàn của giáo xứ. Trong thánh lễ hôm nay, cộng đoàn giáo xứ chúng ta vui mừng đón cha Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh được Đức Tổng Giáo mục Phaolô Bùi Văn Đọc bổ nhiệm làm phó xứ Phú Bình. Đây là hồng ân và niềm vui cho giáo xứ. Cha phó sẽ cùng với cha chánh xứ chia sẻ trách nhiệm chăm lo công việc mục vụ giáo xứ. Nhờ đó, cộng đoàn giáo xứ trở thành cộng đoàn của tình yêu và đức tin, có Chúa Giêsu hiện diện và đồng hành yêu thương, biết đón nhận mọi người, cùng làm chứng cho dung mạo lòng thương xót của Chúa Cha. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa dành cho nhau, từ đó cộng đoàn giáo xứ trở thành nơi chữa lành những vết thương của những người tội lỗi nguội lạnh, được trở về với Thiên Chúa nơi cộng đoàn giáo xứ. Giờ đây, kính mời cộng đoàn cùng đứng sốt sắng tham dự thánh lễ và chúng ta cùng hát bài ca nhập lễ.
Xin kính mời quý cha an tọa. Xin mời cộng đoàn an tọa. Cộng đoàn giáo xứ Phú Bình chúng con trong thánh lễ hôm nay xin hân hoan được chào đón quý cha khách, quý tu sĩ dòng bến Thánh Giá Gò Vấp, quý tu sĩ dòng bến Thánh Giá Khiết Tâm, quý gia đình ông bà cố, cha tân phó sứ, quý vị đại diện hội đồng mục vụ giáo xứ An Nhơn, quý vị đại diện các đoàn thể giáo xứ An Nhơn đã đến đây để cùng hiệp thông dâng thánh lễ và chia vui với giáo xứ chúng con. Và giờ đây chúng con xin kính mời cha chánh xứ, xin cha đọc quyết định ủy nhiệm thư. Trước khi tôi đọc bổ nhiệm thư của Đức Tổng Giám Mục thì cũng xin được giới thiệu thêm cha Phaolô Nguyễn Quốc Hưng, cha nguyên chánh xứ của giáo xứ An Nhơn, nơi mà cha Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh 3 năm vừa qua thi hành tác vụ phó sứ ở tại đó. Và hiện nay ngài là tân chánh sở của nhà thờ Tân Định. Cùng với đó thì có ông cố của cha Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh, bà cố chiều hôm nay người không được khỏe, cho nên bà cố ở nhà hiệp thông cầu nguyện cho cha Giuse. Thành phố Hồ Chí Minh ngày 16 tháng 6 năm 2016. Kính gửi linh mục Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh, giáo xứ An Nhơn, số 115/173 Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp. Trích yếu về việc quyết định trao nhiệm vụ mới. Cha Giuse thân mến, xét vì lợi ích chung của giáo phận và giáo xứ Phú Bình, sau khi suy nghĩ, cầu nguyện và tham khảo ý kiến của một số người có liên hệ trách nhiệm, nay tôi với quyền hạn và trách nhiệm Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh quyết định bổ nhiệm cha làm linh mục phó sứ giáo xứ Phú Bình. Vậy nhận quyết định này, cha cố gắng thu xếp để chấm dứt nhiệm vụ cũ, rời nhà thờ An Nhơn số 115/173 Lê Hoàng Phái, phường 17, quận Gò Vấp, về nhà thờ Phú Bình số 423 Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thi hành nhiệm vụ mới tại giáo xứ. Cha sớm liên hệ với chính quyền và mặt trận tổ quốc địa phương để được sự thông cảm và hỗ trợ cần thiết cho nhiệm vụ mới của cha. Nguyện chúc cha luôn khỏe mạnh và gặt hái nhiều kết quả tốt đẹp trong công tác tông đồ. Phaolô Bùi Văn Đọc, Tổng Giám Mục Tổng Giáo Phận Thành phố Hồ Chí Minh ấn ký. Sau đây ông chủ tịch hội đồng mục vụ giáo xứ sẽ đại diện cho cộng đoàn giáo xứ Phú Bình xin được chào mừng cha tân phó sứ. Kính thưa cha chánh sứ, quý cha đồng tế và toàn thể cộng đoàn, hôm nay các thành phần dân Chúa giáo xứ Phú Bình xin được gửi đến cha chánh sứ, cha Phaolô nguyên chánh sứ giáo xứ An Nhơn, cha tân phó sứ, quý cha đồng tế, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố và quý quyến của cha tân phó sứ, quý khách và toàn thể cộng đoàn, lời chào mừng trân trọng và nồng nhiệt. Xin mọi người nổ một tràng pháo tay chào mừng. Kính thưa cha chánh sứ, sau bao nhiêu ngày nguyện cầu Thiên Chúa giàu lòng thương xót,
qua bàn tay của Đức Tổng, chúng con đã nhận được niềm vui cha tân phó sứ được Đức Tổng gửi đến giáo xứ Phú Bình từ giáo xứ An Nhơn. Vị tân phó sứ trẻ và tài năng sẽ là trợ thủ và đồng hành với cha chánh xứ trên con đường dẫn dắt con chiên chúng con. Niềm vui được nhân đôi vì còn có các cha trong buổi chiều thứ bảy bận rộn này đã thu xếp đến đồng tế, bày tỏ tình liên đới với cha tân phó sứ và giáo xứ Phú Bình nhỏ bé của chúng con. Cho phép chúng con ngỏ lời với cha tân phó sứ, giáo xứ Phú Bình. Kính thưa cha tân phó sứ, qua buổi lễ hôm nay, cha chính thức là mục tử gia nhập vào đại gia đình của giáo xứ Phú Bình. Với tất cả lòng kính mến và tuân phục của chúng con rất kỳ vọng tài đức của cha sẽ giúp đỡ cha chánh xứ trong công việc mục vụ và vun đắp đời sống đức tin của giáo xứ ngày càng vững chắc trong tình hiệp thông và yêu thương chan hòa. Kính thưa cha, cho con được giới thiệu sơ lược vài nét về giáo xứ Phú Bình. Giáo xứ chúng con nhận thánh gia làm bổn mạng, hiện có 735 gia đình với gần 2.600 giáo dân cư ngụ trong 5 giáo khu thuộc phường 5 quận 11, gồm giáo khu Thánh Thể, Du Xe, Đức Mẹ, Tô Ma và Kitô Vua. Có tu viện Mến Thánh Giá Khiết Tâm, có hội đồng mục vụ giáo xứ gồm 37 người, các hội đoàn gồm có hội các bà mẹ công giáo, gia đình Phạt Tạ Thánh Tâm, Lê Dô Marie, huynh trưởng giáo lý viên, cùng ba ca đoàn Thomas, Cecilia và Thiên Thần. Đây là đại gia đình Phú Bình mong muốn được thánh hóa theo gương thánh gia, với gia trưởng là cha chánh xứ Giuse luôn chăm sóc giữ gìn. Các thành phần dân Chúa đã và đang cộng tác đắc lực với cha chánh xứ, nay lại có thêm cha tân phó sứ, sẽ phát triển bền vững nhờ lòng thương xót của Thiên Chúa. Kính thưa cha chánh xứ, quý cha và cộng đoàn, chúng con xin cảm ơn cha chánh xứ đã tạo điều kiện cho chúng con, và cảm ơn cộng đoàn phục vụ đã sốt sắng tham dự thánh lễ đón tiếp cha phó sứ hôm nay. Cũng xin cảm ơn các hội đoàn, các giáo khu, các đơn vị trong giáo xứ đã đóng góp công sức cho việc tổ chức buổi lễ được chu đáo tốt đẹp. Sau thánh lễ, kính mời quý cha, quý tu sĩ nam nữ, quý ông bà cố cùng gia đình, quý khách mời vui lòng ở lại chung vui tiệc mừng với cha chánh xứ, cha tân phó sứ và cộng đoàn giáo xứ chúng con. Sau hết, xin cho chúng con gửi đến cha tân phó sứ bó hoa tươi thắm, tượng trưng cho tấm lòng chào đón chân thành của chúng con. Và một lần nữa, xin cộng đoàn cho một tràng pháo tay chào mừng. Xin mời cộng đoàn đứng bắt đầu thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Chúa ở cùng anh chị em. Trong thánh lễ này, xin quý ông bà anh chị em cùng hiệp ý với con, cũng như là quý cha đồng tế đây, dâng lời tạ ơn lên Thiên Chúa vì hồng ân linh mục mà chúng con đã lãnh nhận. Xin Chúa chúc lành cho đời sống thánh hiến mà anh em linh mục chúng con đã chọn,
để anh em linh mục chúng con chu toàn bổn phận trách nhiệm mà Chúa đã trao phó. Và trong thánh lễ này, xin anh chị em cùng hiệp ý với con cầu nguyện cho giáo xứ Phú Bình của chúng ta luôn được bình an, mọi người được mạnh khỏe. Cầu nguyện cho các ân nhân thân nhân trong giáo xứ Phú Bình đã qua đời. Và chúng ta cùng hiệp ý với người xin trong thánh lễ này cầu ơn như ý. Xin cho bệnh nhân được gặp thầy gặp thuốc. Cầu nguyện cho linh hồn Maria Ferro nhân lễ dỗ và các linh hồn Andre, Claude, Giuse, Maria, Joan Bautista, ông bà nội ngoại, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi. Và để cho những ước nguyện của chúng ta được Chúa thương chấp nhận, giờ đây chúng ta cùng thành tâm sám hối. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trọn đời đồng chân các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước tòa Thiên Chúa. Chúa chúng ta, xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời và bình an dưới thế cho người thiện tâm. Chúng con chúng tùng Chúa. Chúng con tôn vinh Chúa. Chúng con khen ngợi Chúa. Vì vinh quang khen ngợi Chúa. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là vua trên trời, là Chúa Cha toàn năng. Lạy Chúa là Thiên Chúa, là Chiên Thiên Chúa, là Con Đức Chúa Cha. Chúa xóa tội trần gian, xin nhâm lời chúng con cầu khẩn. Vì lạy Chúa Giêsu Kitô, chỉ có Chúa là Đấng Thánh, chỉ có Chúa là Chúa, chỉ có Chúa là Đấng tối cao, cùng Đức Chúa Thánh Thần trong vinh quang Đức Chúa Cha. Amen. Chúng ta dâng lời cầu nguyện.
Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho toàn thể dân Chúa tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô. Chúa cũng đã giao cho một số người nhân danh Đức Kitô mà giảng dạy, hướng dẫn và thánh hóa cộng đoàn. Xin ban cho những người Chúa đã chọn làm linh mục được luôn trung thành với sứ mạng của mình. Ước gì việc phục vụ anh em cũng như chính cuộc đời linh mục vừa nên hữu ích cho tha nhân, vừa góp phần làm vinh danh Chúa. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Bài trích sách tiên tri Isaiah. Năm vua Ôsias băng hà, tôi nhìn thấy Thiên Chúa ngự trên ngai cao và đuôi áo của người phủ đền thờ. Các thần rốt mến đức đứng trước mặt người, mỗi vị có 6 cánh, 2 cánh che mặt, 2 cánh phủ chân và 2 cánh để bay. Các vị đó luân phiên tung hô rằng: Thánh, 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 Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, toàn thể địa cầu đầy vinh quang Chúa. Các nền nhà đều rung chuyển trước tiếng tung hô, và đền thờ đầy khói. Tôi thưa rằng: Vô phúc cho tôi chết mất, vì lưỡi tôi nhơ bẩn, mắt tôi trông thấy Đức Vua, Người là Chúa các đạo binh. Nhưng lúc đó có một trong các thần sốt mến bay đến tôi, tay cầm cục than cháy đỏ mà Ngài đã dùng cặp gắp lửa gắp ở bàn thờ. Ngài đặt than lửa vào miệng tôi và nói: Hãy nhìn xem, than lửa này chạm đến lưỡi ngươi, lỗi của ngươi được xóa bỏ, tội của ngươi được thứ tha. Và tôi nghe tiếng Chúa phán bảo: Ta sẽ sai ai đi, và ai sẽ đi cho chúng ta? Tôi liền thưa: Này tôi đây, xin hãy sai tôi. Đó là lời Chúa. Chẳng ơi, vì người đã phán, tình ta đã ban được vững ngàn năm. Trên cõi mây trời người đã thiết lập lòng trung thành. Chọn giữa muôn người, ta đã đoàn thể cùng nghĩa bốc là nhà David. Và người đã phán rằng: Yêu dè người đứng vững ngàn năm. Ngài báu của người ta đã thiết lập từ muôn đời. Sẽ ca ngợi tình thương của Ngài.
Bài trích thơ thứ nhất của Thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Corinto. Anh em thân mến, nếu tôi rao giảng phúc âm thì không phải để làm cho tôi vinh quang, mà vì đó là một nhu cầu đối với tôi. Vô phúc cho tôi nếu tôi không rao giảng phúc âm. Giá nếu tôi tự ý đảm nhận việc ấy thì tôi có công. Nhưng nếu tôi bị ép buộc thì tôi phải làm tròn nghĩa vụ đã giao phó cho tôi. Vậy thì phần tưởng của tôi ở đâu? Khi rao giảng phúc âm, tôi đem phúc âm biếu không? Tôi không dùng quyền mà phúc âm dành cho tôi. Mặc dầu tôi được tự do đối với tất cả mọi người, tôi đã đành làm nô lệ cho mọi người. Hầu thu hút được nhiều người hơn, tôi đã ăn ở như người yếu đau đối với những kẻ yếu đau. Để thu hút người yếu đau, tôi đã nên mọi sự đối với tất cả mọi người, để làm cho mọi người được cứu rỗi. Tất cả những việc đó tôi làm vì phúc âm, để được thông phần vào lợi ích của phúc âm. Đó là lời Chúa. Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến các con. Hãy ở lại trong tình yêu của Thầy. Nếu các con tuân lệnh Thầy truyền, các con sẽ ở trong tình yêu của Thầy, cũng như Thầy đã giữ lệnh truyền của Cha Thầy, nên Thầy ở lại trong tình yêu của người. Thầy nói với các con điều đó để niềm vui của Thầy ở trong các con, và niềm vui của các con được trọn vẹn. Đây là lệnh truyền của Thầy: các con hãy yêu mến nhau như Thầy đã yêu mến các con. Không có tình yêu nào lớn hơn tình yêu của người thí mạng vì bạn hữu mình. Các con là bạn hữu của Thầy nếu các con thi hành những điều Thầy truyền. Thầy không còn gọi các con là tôi tớ, vì tôi tớ không biết việc chủ làm. Thầy gọi các con là bạn hữu, vì tất cả những gì Thầy đã nghe biết nơi Cha Thầy thì Thầy đã cho các con biết. Không phải các con đã chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con và đã cắt đặt để các con đi và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại. Để những gì các con xin Cha nhân danh Thầy, Người sẽ ban cho các con.
Thầy truyền cho các con điều này là các con hãy yêu mến nhau. Đó là lời Chúa. Kính thưa quý cha, quý tu sĩ và quý khách, thì chắc là nhiều người thắc mắc, không biết là thánh lễ chiều hôm nay các sơ thuộc hội dòng nào hát lễ. Thì xin trả lời, thì các sơ hát lễ hôm nay thuộc hội dòng đôi ạ. Thì mọi khi thì các sơ thuộc hội dòng đôi của các bà mẹ công giáo, thế thường thì các sơ chỉ tập hát sơ sơ thôi. Thế nhưng vì quý mến là cha tân phó sứ, cho nên những ngày vừa rồi thì ca đoàn tập hát quyết liệt lắm. Kính thưa cộng đoàn, sáng hôm nay cha Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh rời bỏ giáo xứ thân thương quen thuộc, giáo xứ An Nhơn, để đến giáo xứ Phú Bình thi hành một trách nhiệm mới, và cũng là để sống kinh nghiệm mới tại giáo xứ này. Trước khi lãnh nhận ngày càng những trách vụ khó khăn hơn trong sứ vụ linh mục của cha, và cũng những ngày hôm nay thì ở tại Rakov, thành phố quê hương của Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II, với khoảng 1.000 người trẻ công giáo cũng đang rời bỏ, rời quê hương để lên đường tham dự Đại hội Giới Trẻ Thế Giới lần thứ 31 được tổ chức tại Ba Lan. Rời bỏ nơi chốn quen thuộc, đi vào trong một kinh nghiệm của những người trẻ công giáo thế giới qua những ngày giới trẻ thế giới này, để kinh nghiệm về sự gặp gỡ của Chúa Giêsu đối với mỗi người, và từ sự gặp gỡ đó mà làm nên những bước chân để loan báo Đức Giêsu Kitô là Chúa. Tôi nghĩ có một sự trùng hợp ngẫu nhiên trong ngày đến giáo xứ này với tư cách là tân phó sứ, với lại dòng người đang tuân về Rakov, Ba Lan trong ngày giới trẻ thế giới. Một sự gặp gỡ của kinh nghiệm, một sự gặp gỡ của niềm vui, và làm nên ý nghĩa cho đời sống của Kitô hữu cũng như đời sống linh mục. Và những trang thánh kinh ngày hôm nay cũng diễn tả cái tâm tư đó. Ở bài đọc 1 ngôn sứ Isaiah, kinh nghiệm về gặp gỡ Thiên Chúa tại đền thờ Jerusalem, mà lời đầu tiên mà Isaiah thốt lên đó là: lạy Chúa, con sợ lắm, bởi vì miệng con thì tội lỗi và mắt con lại nhìn thấy Chúa. Làm sao con có thể nhìn được Chúa khi cuộc đời con tội lỗi như vậy? Chính lúc đó một thiên thần gấp cục than từ ở cung thánh đặt vào lưỡi của Isaiah và nói rằng: ta đặt
cục than này vào miệng ngươi để thanh tận. Và Đức Chúa nói: ta làm cho ngươi nên sạch. Chính khi đó mà Chúa lên tiếng: ta biết kêu ai? Thì Isaiah đã sẵn sàng để trả lời: này con đây, xin Chúa hãy sai con. Và Isaiah đã lên đường trong niềm vui, bởi vì chính ông đã kinh nghiệm một cuộc gặp gỡ của tình thương. Một cuộc gặp gỡ của tình thương là bởi vì Isaiah ý thức rất rõ thân phận tội lỗi của mình, nhưng mà lại được chính Chúa thanh tẩy và làm nên thanh sạch. Đó cũng chính là kinh nghiệm và cuộc đời của người linh mục. Để làm sao qua mỗi thánh lễ là nơi chốn để người linh mục giúp cho cộng đoàn kinh nghiệm về sự gặp gỡ yêu thương của Thiên Chúa. Để ở trong mỗi thánh lễ đó mà mỗi người và cộng đoàn của thánh lễ lại cảm nhận được một niềm vui, để không còn dè dặt mà lo lắng, mà trong hân hoan và niềm vui sẵn sàng để bước đi những bước chân loan báo: tôi đã gặp được Thiên Chúa. Bài đọc 2 Thánh Phaolô gửi cho cộng đoàn tại Côrintô đã diễn tả rằng: khốn cho tôi nếu tôi không loan báo tin mừng. Và để loan báo tin mừng thì tôi phải vui với người vui, khóc với người khóc. Để loan báo tin mừng thì tôi phải chấp nhận làm nô lệ cho mọi anh chị em, mà nhờ đó mà tin mừng của Chúa Giêsu Kitô được hiện diện và lớn lên trong tâm hồn và cuộc đời của mỗi người. Đó cũng là sứ mệnh thứ hai của người linh mục: loan báo tin mừng. Loan báo tin mừng Chúa Giêsu Kitô, và để trở thành sứ giả của loan báo tin mừng thì người linh mục đó phải có sự đồng cảm, mang lấy tâm tư và nỗi niềm của anh chị em giáo dân. Như hiến chế về giáo hội trong thế giới ngày hôm nay đã nói: vui buồn và hy vọng, đau khổ và lo sâu âu của tất cả mọi người, cách riêng những người nghèo khổ cũng là vui buồn và hy vọng, đau khổ và lo âu của người môn đệ Chúa Kitô, vì không có cái gì của con người mà không chạm vào được con tim của người môn đệ. Loan báo lời, loan báo tin mừng phải trở thành những con người đồng cảm với anh chị em của mình. Và Chúa Giêsu ngày hôm nay nói đến niềm vui cho những ai sống tình yêu như Chúa yêu. Thầy để lại cho anh em điều răn mới: và anh em hãy yêu thương nhau như Thầy yêu thương anh em. Một hình ảnh của một sự gắn kết, đó cũng là sứ mạng của người linh mục: sứ mạng gắn kết anh chị em với nhau trong sự hiệp thông với Chúa và hiệp thông với mọi người trong cộng đoàn của giáo xứ. Sự hiệp thông và gắn kết đó chỉ có được khi Đấng là nguồn cội cho sự hiệp thông và gắn kết
là Chúa Giêsu được hiện diện và lớn lên trong đời sống của cộng đoàn. Như thế thì thưa quý ông bà, anh chị em, những trang thánh kinh ngày hôm nay không chỉ nói riêng về đời linh mục mà còn nói đến với mỗi người chúng ta. Chúng ta cũng được mời gọi để có kinh nghiệm về sự hiện diện của Thiên Chúa giữa cộng đoàn này. Chúng ta cũng được mời gọi để trở thành những sứ giả của tin mừng, và chúng ta cũng được đòi hỏi để sống tình yêu thương và hiệp nhất với nhau. Thế nhưng một cách nào đó, trách nhiệm vẫn đòi hỏi rất nhiều nơi các linh mục. Cách riêng hôm nay với cha Tân Phó Sứ Phú Bình. Mà vì vậy cộng đoàn chúng ta cần cầu nguyện. Cầu nguyện cho anh em linh mục chúng tôi và cầu nguyện cho cha Tân Phó Sứ, để chúng tôi có thể trao cho cộng đoàn. Trao cho cộng đoàn không phải là những cái gì vật chất này, mà chúng tôi trao cho điều mà cộng đoàn cần và chờ đợi. Trao kinh nghiệm thiêng liêng, trao kinh nghiệm về sự gặp gỡ Chúa Giêsu ở nơi người linh mục. Cầu nguyện để anh chị em, anh em chúng tôi, những người linh mục, có được cái kinh nghiệm sâu xa ở nơi chính Chúa Kitô, và chính từ nơi kinh nghiệm đó mới có thể trao ban cho cộng đoàn những gì mà chúng tôi đón nhận. Như thế thì hôm nay cách riêng đối với cộng đoàn giáo xứ Phú Bình, ta không chỉ hân hoan đón nhận, hân hoan đón mừng cha Tân Phó Sứ, mà ta còn mang lấy một trách nhiệm là cộng cầu nguyện và cộng tác với cha trong những công việc mục vụ của giáo xứ. Thế còn đối với lại quý vị của giáo xứ An Nhơn thì sao? Chiều hôm nay thấy sự hiện diện đại diện của cộng đoàn rất đông. Chắc chắn sự hiện diện ở đây không phải là chia tay mà dạ tử, mà là một sự hiện diện để mang lấy một sự gắn bó mới. Cha Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh sẽ không còn trực tiếp trong trách vụ của một linh mục phó sứ đối với giáo xứ An Nhơn. Thế nhưng cha vẫn liên đới và hiệp thông với anh chị em. Mà vì vậy thiết nghĩ rằng quý vị và anh chị em vẫn âm thầm trong lời cầu nguyện, vẫn âm thầm trong sự nâng đỡ để cha Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh chu toàn được những trách nhiệm. Và như tôi có nói lúc ban đầu, những trách nhiệm này như là những bước khởi đầu của sứ vụ linh mục để những năm tháng tiếp theo lại lãnh nhận những trách nhiệm nặng hơn nữa. Vì thế rất cần lời cầu nguyện và nâng đỡ của chúng ta. Kính mời cộng đoàn đứng dâng lời nguyện tín hiệu. Anh chị em thân mến, Thiên Chúa là đấng nhân lành luôn quan tâm đến đời sống của mỗi người chúng ta. Ngài đã gửi đến cho giáo xứ những vị chủ chăn coi sóc mục vụ giáo xứ. Trong tâm tình tạ ơn, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin. Thiên Chúa là kiểu mẫu của một tình yêu vô vì lời. Ngài luôn trao ban cho con người hạnh phúc,
chúng ta hiệp lời cầu xin cho hội thánh luôn giới thiệu cho thế giới dung mạo thương xót của Thiên Chúa cho mọi người, cùng nhau xây dựng một cộng đồng nhân loại yêu thương và liên đới. Xin Chúa nhận lời chúng con. Linh mục là thừa tác viên của lòng thương xót. Chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa cho các linh mục, tu sĩ trong đời sống hàng ngày luôn diễn tả lòng thương xót Chúa cho mọi người bằng những nỗ lực loan báo tin mừng và qua những trách vụ cụ thể. Xin Chúa nhận lời chúng con. Giáo xứ là cộng đoàn nuôi dưỡng đời sống đức tin. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn giáo xứ luôn sống tình hiệp nhất, yêu thương, chia sẻ trách nhiệm và góp phần xây dựng giáo xứ mỗi ngày một thăng tiến hơn. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa và vui mừng đón cha Giuse Nguyễn Cảnh Thịnh, chúng ta hiệp lời cầu xin Chúa ban cho cha luôn mạnh khỏe, bình an và tràn đầy ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần, để cùng với cha xứ dẫn đưa cộng đoàn giáo xứ đến với Đức Kitô, đấng giàu lòng thương xót. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa là cha nhân từ, Chúa yêu thương chúng con bằng một tình yêu vô điều kiện. Xin cho chúng con biết diễn tả tình thương của Chúa qua đời sống đức tin, đức cậy và lòng mến, để chúng con biết giới thiệu Chúa cho mọi người chung quanh qua việc niềm nở và đón tiếp mọi người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Thank you.
Anh chị em hãy cầu nguyện đấy, lời của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Lạy Chúa, Chúa đã muốn cho các linh mục vừa phục vụ bàn thờ, vừa phục vụ dân Chúa. Xin chấp nhận của lễ chúng con dâng mà ban cho hàng linh mục luôn sống đẹp lòng Chúa và góp phần xây dựng nhiệm thể Chúa Kitô, đâng hằng sông và hiến trị muôn đời. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Cùng hãy nâng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc, thật là chính đáng, phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Tuy Chúa không cần chúng con ca tụng, nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa lại là một hồng ân Chúa ban. Vì những lời chúng con ca tụng chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Vì thế cùng với ca đoàn các thiên thần, chúng con ca ngợi Chúa và hân hoan tuyên xưng rằng: trời đất đầy vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Chúng tôn đỡ ngự đến nhân dân Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh và là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thăng hoa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và mau Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình Thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu, sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Vì vậy, lạy Chúa, khi kinh nhờ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xưng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa, chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa thánh thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến.
cùng với Đức Thánh Cha Phanxicô, Đức Tổng Giám mục Phaolô và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa chấp nhận bao ý nguyện cầu của chúng con. Xin Chúa cũng nhớ đến các ân nhân, thân nhân trong giáo xứ chúng con đã qua đời và các linh hồn Maria Ferro nhân lễ dỗ, các linh hồn Andre, Claude, Giuse, Maria, Joan Bautista, ông bà nội ngoại, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi vô tội mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa, xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con này xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ, các thánh tử đạo tại Việt Nam và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại. Và cùng với các ngài, chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta giam nguyện rằng: Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện dâng Cha cả sáng, được Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin đoái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đừng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin đoái thương ban cho Hội Thánh được bình an và hợp nhất theo Thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiến trì muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em chúc bình an cho nhau.
Đây trên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến giờ tiệc trên Thiên Chúa. Lạy Chúa, con chẳng đáng Chúa ngự vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Còn là tôi tơ tay trắng khôn cùng. Con nhỏ bé nhưng hay con vương.
Kính mời cộng đoàn quỳ cầu nguyện cho tân linh mục. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, chúng con vừa thông hiệp với của lễ chúng con đã dâng tiến, xin cho tiệc thánh thể hôm nay gia tăng sức mạnh cho hàng linh mục chúng con, cũng như cho hết mọi thành phần trong hội thánh. Xin ban cho chúng con một tình yêu không gì lay chuyển nổi, khiến chúng con sống trọn tình với Chúa và luôn vẹn nghĩa với anh em. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúng con xin kính mời quý cha an tọa. Xin mời cộng đoàn an tọa. Và giờ đây là những tâm tình của cha tân phó sứ. Vâng, xin kính mời cha. Tâm tình đầu tiên con muốn nói đó là tâm tình cảm ơn. Con cảm ơn trước hết là cha chánh xứ An Nhơn, sắp tới là cha chánh xứ Tân Định. Cảm ơn quý hội đồng mục vụ trong giáo xứ An Nhơn, quý anh chị em trong giáo xứ An Nhơn vì tình thương yêu đã dành cho con trong quãng thời gian gần 3 năm qua con phục vụ tại giáo xứ An Nhơn. Đã hết tình với con ở trong giáo xứ An Nhơn, đã đưa con đến giáo xứ mới, giáo xứ Phú Bình đây. Và tình cảm đó còn được thể hiện là quý ông bà anh chị em đã dành thời gian, cũng như là cha sở An Nhơn dù bận rộn rất là nhiều ngày thứ bảy, nhưng vẫn dành thời gian để đến đây dâng thánh lễ tạ ơn với con. Đó là cái tâm tình con cảm ơn quý ông bà anh chị em, cảm ơn cha sở giáo xứ An Nhơn đã yêu thương con. Con cũng cảm ơn cha chánh xứ Phú Bình là cha sở mới của con. Cảm ơn quý hội đồng mục vụ, quý ông bà anh chị em trong giáo xứ Phú Bình đã yêu thương đón nhận con như là một thành viên mới ở trong giáo xứ. Con xin hết lòng cảm ơn. Cảm ơn quý sơ dòng Bến Thánh Giá Gò Vấp, quý sơ Bến Thánh Giá Khiết Tâm cũng đã sắp xếp thời gian
để đến đây cùng với con dâng thánh lễ tạ ơn, cầu nguyện cho con cũng như là cầu nguyện cho các linh mục đây. Xin hết lòng cảm ơn. Cảm ơn quý ông bà, anh chị em, bạn hữu đã vì lòng thương mến đã đến đây cùng chân thánh lễ với con. Con cũng cảm ơn ba, cảm ơn cậu mợ, cảm ơn tất cả mọi người trong gia đình. Đó là một cái sự hiện diện của tất cả mọi người, đó là một cái nguồn nâng đỡ cho con rất là nhiều trên hành trình làm linh mục theo ơn gọi của Chúa. Cái tâm tình thứ hai con muốn nói ở đây, đó là con xin cha sở mới, cha sở giáo sư Phú Bình, quý hội đồng mục vụ và tất cả anh chị em tại giáo sư Phú Bình đây, như cha sở đã nói, đó là con được Đức Tổng Phaolô bổ nhiệm về đây để cùng chia sẻ trách nhiệm với lại cha sở. Cho nên con nghĩ con người của con nó còn có nhiều bất toàn, nhiều yếu đuối. Cho nên cái khoảng thời gian mà con phục vụ tại đây chắc chắn sẽ gặp những cái thiếu sót, mong quý ông bà anh chị em lượng tình tha thứ bỏ qua cho. Và cái điều đặc biệt đó là trong cái tâm tình mà chúng ta cùng xây dựng cho nhau, xin cha sở cũng như là tất cả mọi người góp ý với con để con có thể thay đổi, sửa đổi con người của con mỗi ngày trở nên được tốt hơn, để qua cái việc mà con sống tại đây, cái việc phục vụ cùng chia sẻ trách nhiệm với cha sở, thì cái việc phục vụ đó nó được tốt đẹp, được chu toàn hơn. Đó là hai cái tâm tình mà con muốn gửi đến cha sở cũng như là quý ông bà anh chị em, tất cả mọi người có hiện diện ở trong thánh lễ này. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện cho con cũng như là cầu nguyện cho các linh mục, cho các anh em linh mục cùng khóa với con, hai cha sở đây và linh mục bạn của con. Xin mọi người thêm lời cầu nguyện. Xin hết lòng cảm ơn. Và tiếp sau đây, cha chánh xứ Phú Bình cũng có một món quà rất đặc biệt xin được trao tặng cộng đoàn. Quý vị, cách đây mấy ngày tôi hỏi các em các lớp giáo lý, thì chúng con biết là giáo xứ mình sắp có gì không? Nó sắp sửa đón cha tân phó xứ. Thế tôi hỏi tiếp nữa thì còn cái gì mới lạ nữa? Nói là ngày giới trẻ thế giới ở tại Ba Lan. Thế thì tôi đề nghị thì các em có cái gì tặng cho cha phó không? Ê, em ấy sẽ tặng bài hát là Lòng Thương Xót của Chúa. Đó là chủ đề của cái Đại hội Giới Trẻ Thế Giới cũng đang diễn ra chung với ngày cha phó xứ Giuse về nhận nhiệm sở. Thì xin giới thiệu với cha phó, quý cha và cùng quý tu sĩ, quý vị anh chị em, đây là các em ở trong ca đoàn Thiên Thần sẽ gửi tặng chúng ta cái bài hát Phúc cho ai có lòng xót thương vì họ sẽ được Thiên Chúa thương xót. Blessed are the mercy, lời Anh và lời Việt. Và ban chính hướng sau mai
hy sinh. Who rose alive from the tomb, Spirit within Christ out to the world. Jesus in your Lord. Thanks are the merciful, thanks are the merciful. What it is mercy that shall be shown to the world shall mercy. Trust in Him, for He has risen. The Lord your God is alive. Blessed are the merciful, blessed are the merciful. For it is mercy that shall be shown to the whole show mercy. Bài vừa rồi là bài chủ đề của Đại hội Giới Trẻ và cũng là gợi ý để cho con chia sẻ trong thánh lễ này. Rất là tuyệt vời, món quà. Blessed are the merciful, for it is the merciful to show the beshow to those who are the mercy. Phúc cho những ai tiếp nhận lòng thương xót và sống lòng thương xót đó. Thì xin cảm ơn tất cả các em. Xin mời bạn. Xin hết lòng cảm ơn các anh chị huân trưởng và các em thiếu nhi đã cho tôi và cộng đoàn một món quà rất đặc biệt, thật là ý nghĩa, cũng như đó là một cái thông điệp trong cái ngày con đến nhận chức tân phó sứ Phúc Bình đây. Xin hết lòng cảm ơn cha sở rất là nhiều. Con cũng xin quý cha cùng ban phép lành cho cộng đoàn với con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Thánh lễ đã xong, chúc anh chị em đi bình an. Thank you.
Xin mời quý vị trong hội đồng mục vụ giáo xứ Phú Bình xin lên chụp với quý cha. Xin mời quý khách, chúng ta xin vào trong hội trường để cùng dự tiệc vui với giáo xứ của chúng con. Xin kính mời.